Dũng là ngày xưa với ông Tăng Minh Phụng là như thế nào, mà cái sóng thần 1, sóng thần 2, sóng thần 3 trong khi xử cái vụ này nhà nước không thu hồi mà lại vào rơi vào tay ông Dũng và Vui. Thì cái đó là tôi đang hỏi hiểu, tôi không biết là tôi hỏi nhé các bạn nhé. Nếu ai biết thì trả lời tôi, còn các bạn không biết ở đâu thì tôi biết bảo là đây, bây giờ tôi lên cái này, tôi chỉ kêu ở đây thôi để tôi hỏi nhà nước. À, tôi hỏi chính quyền là lật lại cái vụ án ông Tăng Minh Phụng. Kính chào quý vị khán giả đang xem trên kênh YouTube anh Trần. Video hôm nay, anh Trần xin chia sẻ đến quý vị câu chuyện về bà Nguyễn Phương Hằng trong phiên livestream vừa qua. Thưa quý vị, sau khi bà Nguyễn Phương Hằng kêu tên sư Minh Tuệ, bà Phương Hằng sẽ quất sư Minh Tuệ không trượt phát nào, gây sự chú ý cộng đồng mạng. Sau khi bà Phương Hằng được trả tự do, bà Nguyễn Phương Hằng cũng đã làm thiện nguyện hàng chục tỷ đồng, cứu trợ đồng bào miền Bắc trong cơn bão Gazi vừa qua. Đây là việc mà công chúng rất tán thán, nhưng không phải vì một việc làm tốt này mà bà Phương Hằng muốn quốc ai thì quốc và quốc không trượt phát nào. Bà Phương Hằng công bố rằng ngày 20 tháng 10 tới đây, bà Hằng sẽ bạch ra những sai phạm của sư Minh Tuệ. Từ những phát ngôn gây sốc này, một số khán giả và những người đã từng yêu mến bà cũng bắt đầu quay lưng với người phát ngôn ngông cuồng như vậy. Và sau đây là một fan đã từng hâm mộ bà Phương Hằng, người đã từng làm công cho Đại Nam, đã đưa ra nhiều câu hỏi. Sau đây mời quý vị nghe người phụ nữ này nói gì. Hồ sơ của nó chứ, và người ta xử, người ta phải xử công khai chứ, đúng không? Là ông Tăng Minh Phụng này là như thế nào, đúng không? Là khu công nghiệp của ông này như thế nào, ông là người làm ăn như nào, phải mọi người phải công nhận là ông Tăng Minh Phụng là người giỏi. Đấy, mà là người có tài và người có đức luôn. Nếu mà ai mà đã làm việc cho ông Tăng Minh Phụng mà bây giờ chú Dũng chú làm y như lời của ông Tăng Minh Phụng, và những cái việc làm của ông Tăng Minh Phụng thì là chú Dũng bây giờ chú áp, coi như là chú ý, coi như là làm theo luôn. Mình phải nói là quá đỉnh luôn. Thế chứ tôi hỏi học cái này là từ đâu? Đấy, và chú Dũng là ngày xưa với ông Tăng Minh Phụng là như thế nào? Mà cách sóng thần 1, sóng thần 2, sóng thần 3 trong khi xử cái vụ này nhà nước không thu hồi mà lại vào rơi vào tay ông Dũng và Vui. Thì cái đó là tôi đang hỏi hiểu, tôi không biết là tôi hỏi nhé các bạn nhé. Nếu ai biết thì trả lời tôi, còn các bạn không biết ở đâu thì tôi biết bảo là đây, bây giờ tôi lên cái này, tôi chỉ kêu ở đây thôi để tôi hỏi nhà nước. À, tôi hỏi chính quyền là lật lại cái vụ án ông Tăng Minh Phụng. Và đấy, tôi chỉ hỏi thế thôi, tại vì tôi có biết đấy đâu. Tôi chỉ hỏi tại trước kia tôi còn sống ấy. À, tôi là còn ngày còn thơ ấu đấy, còn trẻ đấy. Thì tôi biết ông Tăng Minh Phụng này là một coi như là tổng giám đốc và một chủ tịch tập đoàn và một sóng thần tất cả những cái khu công nghiệp ấy là của ông ấy, mà bây giờ lại rơi vào tay người khác. Mà sau cái đó ông lại bị tử hình. Đấy, mà người khác lại không bị. À, thì tôi hỏi thế thôi, mà ông là một người tốt. Đấy, các bạn đã nhìn thấy chưa? Tốt mà cũng bị đấy. Thế bây giờ tôi hỏi các bạn là cái vụ án này thì tôi cảm thấy là nó không khớp. À, và tôi phải hỏi là, bây giờ tôi phải hỏi ngay chú Dũng Lò Vôi. À, thì bây giờ các bạn cứ đưa cái link này của tôi đến chú Dũng Lò Vôi. Tôi hỏi là chú Dũng Lò Vôi, cách đây mấy chục năm chú bị vỡ nợ rồi, mà chính người Hải Phòng tôi đi bắt nợ. Đấy, thì bây giờ chú lấy tiền ở đâu ra mà chú giàu như thế? Đấy, mà cái ông Tăng Minh Phụng này trước khi ông chết đứng lại chửi chú nữa. Đấy, ông thề độc nữa. Ông chửi chú và ông có một cái câu nói là tao chết thì tao về mà làm ma tao cũng bóp cổ mày. Thì tại sao mà ông Tăng Minh Phụng này trước khi bị tử hình, trước khi chết ấy, trước khi ông bị bắt ấy, trước ông ấy ra xử, ông lại không nói tên của một người khác mà ông lại nói là ông Dũng Lò Vôi. Đấy, ngày xưa là biệt danh là ông Dũng Lò Vôi, ông là Huỳnh, ngày xưa là Huỳnh Chí Dũng mà bây giờ ông đổi là Huỳnh Huy Dũng. Thì bây giờ tôi hỏi các bạn, thì tôi hỏi, tôi ngu thì tôi hỏi, tôi yêu mến chú là chẳng qua là bây giờ chú làm nhiều điều thiện, nhưng mà vợ chú được vào ông thầy của tôi thì tôi phải đào những cái mà tôi biết được để tôi cho cộng đồng biết. Và tôi cũng hỏi thắc mắc tại sao mà bây giờ cô Hằng, cô lại tất cả những người cô nói đúng mà chú là người giỏi như thế, chú lại không ngăn cản cô. Đấy, để cho cô nói ra để cho mọi người coi như là lôi cái chuyện cũ của chú lên, đúng không? Thì bây giờ tôi hỏi các bạn biết này, kể cả các bạn có chửi tôi cũng chẳng sợ chết. Một khi tôi đã dám lên tôi nói sự thật thì tôi, các bạn biết tôi là con người như nào rồi. Tại vì trước khi chết ấy, tôi cũng để lại cho tất cả những cái sự thật. Và tôi đấy là cái đấy tôi hỏi thôi. Tôi hỏi tại làm sao là như thế, chú trả lời cho tôi. Vì trước kia tôi biết là ông chủ của cái sóng thần 1, sóng thần 2, tại vì các chú, cô chú làm điều tốt quá. Tôi không nói, đúng không? Tôi bảo vệ cô chú, tôi nói là để làm gì? Nhưng mà bây giờ đấy, cô lôi thầy của tôi lên. Thì thầy của tôi là cái đức hạnh của thầy tôi nó cực kỳ là mạnh luôn. Để làm cho tôi bản thân phải coi như là phải đối đầu với cô Hằng, là cái đức hạnh của thầy tôi. Và tôi muốn hỏi chú một câu nhá, chú cũng hơn tôi gọi là mười mấy tuổi. Em bây giờ chú, tôi hỏi chú này,
là tại sao mà các cái khu công nghiệp đấy của ông Tăng Minh Phụng là chủ cũ, mà sau khi ông Tăng Minh Phụng nếu mà được xử án mà người ta có đúng không, là gọi là làm thất thoát của nhà nước về chế độ đất đai không, tại sao không rơi vào tay nhà nước không thu hồi lại cái tài sản đó, mà người ta không thu hồi thì phải con cháu người ta được hưởng nhé, tại sao chú lại được hưởng đấy? Đấy là tôi hỏi để mọi người, đấy là hỏi ngu nhá, đấy cứ cho là tôi là ngu đi. Thôi tôi xàm cũng được, coi như là đấy xàm thì mới nói như thế, còn không xàm thì không 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 như như cô của tôi. Tôi xàm cho nên tôi giống cô của tôi. Tôi lên tôi ăn nói lung tung. Cô của tôi bây giờ ra là cứ ăn nói coi như là cái gì cũng nói. Đúng cũng nói mà sai cũng nói. Đấy, tôi giống cô tôi. Đấy, tôi giống cô tôi. Mà tôi nói nhá là có sự thật luôn. Mà cô tôi nói chưa chắc đã là thật. Đấy, cô tôi chẳng qua cô tôi nhiều tiền hơn các bạn thôi. Cô tôi nhiều nhất kim cương hàng rổ. Coi như là sổ đến nỗi mà nhà cô tôi nhá, bao nhiêu cái nhà cơ. Đấy, tôi không phải là tham tiền của cô tôi đâu. Đấy, hỏi cô tôi xem. Đấy, tôi chỉ vì tình, vì nghĩa thôi. Chứ còn tôi nói thật cái không phải đụng đến thầy tôi là không được. Thật sự, tại vì thầy tôi ấy, tôi nói thật kể cả cô Hằng có cho tôi kể cả là kim cương vàng bạc để giúp tôi đời sống. Kể cả cô cho tôi vẫn nói. Tại vì tôi nói thật với các bạn biết này, như thế này này. Tôi kể một cái bí mật này, thích thì các bạn gọi cô Hằng ra để đối chứng nhá. Nhá. Có một cái chị này, chị ở nước ngoài, chị nói là chị sống bên Anh này bên Úc ấy. Tôi có nghĩa là tôi không nhớ nước nào nữa, nhưng mà là ở nước ngoài anh em nhà cả ai chị định cư hết, mà vào lịnh cô Hằng cực kỳ, cũng là fan của cô Hằng mà gần nhà cô Hằng luôn đấy, bảo là gần lắm, chỉ có cách khoảng độ một ít thôi. Thì chị có nói với tôi hôm đấy là tôi bàn tôi gặp, thì bắt đầu là bàn bạc là coi như là, tại vì lúc đấy con Hoàng Kim Dung nó chửi cô Phương Hằng phải nói là dã man luôn, và chính cái chị đó nói với tôi, bàn mưu với tôi, và lúc đấy là không biết cô Hằng có ở bên, tại vì lúc đấy đông lắm, có phải có 5 6 người ở trong cái đó. Thì chị nói với tôi là như này, hay là vu khống của con Hoàng Kim Dung. Thì tôi bảo, tôi nói như này, tôi rất thật, tôi bảo nó, tuy rằng tôi ghét nó thật, tôi nhìn thấy nó là tôi có thể solo với nó luôn, nhưng mà không thể vu khống cho người khác được, đúng như thế một câu thôi. Và tôi đã bị hạ, tôi đã bị loại ra khỏi đấy. Thì tôi cũng ngẫm nghĩ bây giờ tại sao, là tại sao cô Hằng cũng nghe một cái người ngoài, mà tôi là trung thành, tôi chỉ làm là làm không mất tiền thôi, mà tôi vào đấy tôi làm tôi có lấy tiền không? Tôi thề, hỏi cô Hằng xem, tôi làm ô sin nó công, tôi nguyện làm ô sin 0 đồng để tôi lấy cái tiền đó nhá, tôi cho các cháu ủng hộ vào coi như là bệnh viện, các bệnh viện để cứu các cháu bị bệnh tim bẩm sinh, tại vì tôi chỉ cần ăn để nuôi sống cái con người tôi, để làm phục vụ cho cô Hằng, để cô Hằng làm điều tốt. Bản thân tôi mà hỏi cô Hằng xem đúng không, tôi không mặc cả tiền, tôi vào đây tôi làm, tôi moi móc nhà cửa, lúc đó là tôi vào tôi làm. Thì bắt đầu cô còn bảo cả chồng tôi vào, sau cái đó tôi còn gọi chồng tôi vào trong này giục, mà cô ngày nào cô cũng giục nhá, cô bảo gọi chồng chị vào đi. Thì sau khi đó bắt đầu là nó tung một cái ảnh clip tôi với cả đang chồng tôi đang kiểu như là lúc tôi đang live stream đấy các bạn, ai cũng biết cái live stream của tôi đúng không, tôi đang làm cái hồi là mùa đông, thì nó cứ chửi tôi là quận quận con, tại vì tôi bảo vệ cô Hằng bất chấp mà. Thì bắt đầu tôi đè sự lên chồng tôi, cái clip ấy tôi nhìn bây giờ cũng xấu hổ thật, công nhận là xấu hổ. Nhưng mà tự nhiên đưa cho cô Hằng cái cô quay xe luôn, cô bảo là chị ơi, thôi cái công việc này không hợp với chị đâu, mà trong cái đó vào thì cứ bảo là bà tôi sạch sẽ lắm các bạn, moi móc cái như là tôi chỉ là thích ăn hoa quả, với cả tôi là con người tôi là coi như là này, chỉ vào trong đấy đói thì ăn, tôi rất tự nhiên. Hay là một như thế, hay nữa là như thế này, tôi biết được cái sự thật ở trong đó, có vài cái sự thật là các bạn bảo là đúng là nhìn thấy thế, mà không phải thế đâu. Chính cái cô mà làm thư ký, làm gọi là cô Nhi ấy, cô rất là láo. Nếu mà một người mà như cô Hằng, mà một cái nhân cách như cô Hằng mà mọi người nhìn thấy thì phải nhân viên phải là gọi là cực kỳ lễ phép. Nhưng mà đây cô Nhi nhá, tất cả thật sự luôn, phải nói là láo, phải nói còn hơn cả những kẻ ngồi ở chợ. Bản thân nhá, tôi chỉ ngồi cái hôm đấy tôi chỉ nói một gọi một cuộc điện thoại cho em trai tôi thôi, mà nó nói là bà im mồm để tôi ăn. Đấy, thì tôi mới biết là trong Trăn, mới biết Trăn có giận nhưng tôi không hề nói. Hôm nay tôi mới kể. Thích thì cô Hằng đào ra, và tất cả mọi, nếu mà nói về lương tâm tôi dám thề độc. Sau cái đó tôi hỏi các bạn nhé, đấy đấy là tôi nghĩ rồi, một bà chủ mà có lương tâm thì làm sao mà nhận được những cái người mà gọi là bên cạnh mình mà lại vô lễ phép như thế. Nếu mà tôi mà làm, tôi mà như cô Hằng nhá, tôi không bao giờ nhận những cái người như thế. Mà trong cái đó tôi bằng mẹ nó rồi.
tôi chỉ gọi một cuộc điện thoại, tại vì ở dưới đây tầng ngầm mà, thì là nó không có sóng mấy thì cái nó nhập nhèm đi. Thì tôi gọi, tôi có nói to thật, nhưng mà nó lại bảo bà im mồm cho tôi ăn, mà trong đó nó đang ăn sáng. Thì tôi tự nhiên tôi mặt của tôi nó tái lại luôn. Tôi nghĩ là một con người mà sống như thế mà lại sao có một bà chủ tốt như thế này mà lại một nhân viên gọi là mất mãn như này, khốn nạn như này mà láo tét như này. Đấy là tôi, bây giờ tôi mới kể nhá. Tại vì nó vỡ ra chuyện rồi thì tôi bây giờ tôi mới quay lại. Thì tôi nghĩ là không phải là các bạn nhìn thấy thế mà đã là thế đâu. Một người chủ mà tốt như thế không bao giờ nhá. Ai vậy cô? Con Nhi ấy, cái con bé mà làm trợ lý cho cô Phương Hằng ấy. Đấy, con đấy. Nếu các bạn lôi nó ra làm, tôi khẳng định luôn, tôi không phải nói xấu. Bây giờ tôi không phải đấy là tôi nói xấu mà tôi nói sự thật nhá. Tôi không bao giờ bịa đặt cho ai hết. Chính cái người mà ở trong nhà cô Hằng ấy, mà cái bà mà ở nước ngoài đấy vào chơi với cô Hằng, hâm mộ cô Hằng ấy, đá tôi vẫn còn nhớ mặt mà. Bà bảo tôi vu khống cho con Hoàng Kim Dung, tôi không vu khống. Con Hoàng Kim Dung nó là đa cấp, nhưng bà bảo là coi như là bịa đặt tôi. Kể cả là kẻ thù, tôi ghét con Hoàng Kim Dung cực kỳ, trong cái đó nó chửi bà ấy, nhưng mà bây giờ tôi lại không ghét nó nữa. Thật sự luôn. Bà Hằng bác đúc lên thầy tôi này, tôi không ghét những ai mà gọi như là chửi cô Hằng nữa. Mấy hôm trước tôi còn ghét, nhưng mà mấy hôm nay tôi cứ vẩn vơ là cái vụ Tăng Minh Phụng ấy các bạn ạ. Cái vụ mà ông chủ Tăng Minh Phụng ấy, mà tại làm sao mà bây giờ của cải của ông lại lọt vào tay vợ chồng ông của cô Hằng. Thì bây giờ tôi không hiểu tại sao. Thì bắt đầu tôi nghĩ lại những cái mà cái đạo đức mà thật thầy giả. Và ông này lại cô lại đụng đến thầy Thích Minh Tuệ. Thì tôi cảm thấy là thất vọng. Và tôi đã là người ủng hộ sai, tôi đã người yêu mến sai. Đấy, trước kia để tôi bưng bô, tôi rửa đít, tôi muốn làm cái gì tôi nhận. Tại vì tôi yêu mến một người như cô Hằng làm điều tốt. Nhưng mà thật ra tôi ngẫm nghĩ hai ngày hôm nay tôi cứ vang vẳng ở bên tai là cô quất thầy tôi, rồi là cô nói lên hùng mạnh như thế. Và tất kể cả cô 20 tháng 10 cũng chưa nói lên điều gì, nhưng cô đã áp đặt thầy tôi vào coi như là đấy, các bạn thấy đứng sau ông Thích Minh Tuệ đấy. Rồi cô lôi một cái người ra, cô bảo là đấy là Việt Tân đấy, là đi kêu cô ấy xuống đường cùng với thầy Thích Minh Tuệ thì khác gì. Cô nói tất cả những người đứng đằng sau thầy Thích Minh Tuệ và là thầy Thích Minh Tuệ là phản động, đúng không? Đâu có cần phải nói lên rõ đâu, nhưng mọi người coi như là cứ bảo là bênh cô Hằng. Các bạn biết là các bạn bênh thì các bạn cứ bênh, tôi có không cấm các bạn bênh. Và bản thân tôi cũng là người có nhiều ủng hộ cô Phương Hằng, chứ không phải là người ủng hộ. Tôi không quay xe nhé, tại vì tôi không có xe. Còn các bạn có xe, các bạn quay không quay là chuyện của các bạn. Nhưng mà tôi phải công nhận là nó lật mặt một cách quá nhanh luôn. Mà tôi cảm thấy là tôi thật sự tôi cũng chẳng ân hận gì cả. Tôi chẳng có cái gì là ân hận, nhưng mà tôi chỉ có ân hận là cô lại, tại sao tôi ủng hộ cô bằng cái tâm mà cô lại quất thầy của tôi. Cô lại nói là thầy của tôi đứng sau thầy tôi là phản động. Thế thì cô áp đặt cho tất cả những người ủng hộ cô Phương Hằng 90% là phản động. Phản động không để cho cô ở trong T30 ra cô phán đoán được. Đấy, cho nên người ta làm một cái bài thơ là người tù đi chửi người tu. Người tu chỉ biết ăn chay niệm Phật. Thế thì cái câu này cũng đúng. Cái câu này mình đọc đi đọc lại, công nhận là cảm ơn những cái nhà sáng tác cái bài thơ này. Còn cô ấy, cô sai với pháp luật là cô đã sai rồi. Cô không sai với dân chúng tôi, cô không sai với một người dân nào chúng tôi hết. Nhưng cô sai với pháp luật cô là sai rồi. Nhưng mà thầy, nếu cô thầy sai với pháp luật thì thầy cũng bị như cô rồi. Thầy vẫn tu tập, thầy coi như là vẫn đi khất thực. Đi khất thực và thầy ngồi thầy định thuyền định, thầy ngồi thầy tu để cho coi như là tất cả coi như là chúng sanh đấy gọi là được giác ngộ. Còn cô thì đã vào T30, mà trong lúc cô vào T30 là tôi là người mất nhiều nước mắt nhất. Tôi là người ốm vì cô. Cô ra cô quất thầy tôi, cứ cho là tôi là hai mặt đi, đụng đến thầy tôi là không được. Kể cả bố mẹ tôi mà đụng đến thầy tôi cũng không được. Cô chẳng là cái gì nhá. Cô chỉ là người có tiền, cô chỉ là người đẹp thôi. Cô lên cô làm từ thiện hơn tôi, cô được cái gọi là kể cả được cái. Còn tôi nói cô, tôi không cần đến để chửi cô nhá. Mà bà ai cho tôi hai mặt cũng được. Tại vì thầy Thích Minh Tuệ cho tôi cái tâm, cái lương thiện, nhìn là cái đúng cái sai. Còn cô ấy, nếu mà cô cho tôi tiền bạc cũng chẳng là cái gì hết, tôi không cần lấy đâu.
Vì cái tiền bạc ấy chỉ mua đạo đức giả, mà làm cho con người tôi tham lên nữa thôi nhá. Còn thầy Thích Minh Tuệ cho tôi mất đi hết tất cả cái lòng tham. Còn bây giờ mọi người cứ bảo chửi tôi là con hay mặt này, rồi con nọ, tôi có chửi cô hàng đâu mà hai mặt, tôi có nói xấu cô hàng đâu mà hai mặt. Tôi chỉ nói tại sao thầy quất, cô quất thầy tôi, mà cô áp đặt cho những người yêu mến thầy Thích Minh Tuệ là phản động. Và cô cho một người đàn bà hâm mộ cô, ngưỡng mộ cô đấy lên, mà cô là con người nhá, cô còn coi như là lau nước mắt và cô một người ôm để khuyên, mà cô lại bảo người ta là phản động, là Việt Tân cử đến. Thì tôi hỏi các bạn này, nếu phải cái người đó là mẹ tôi hoặc là chị gái tôi, tôi cũng phải làm đơn kiện cô. Tại vì cái người gia đình nhà tôi mà vào trong đó bị cô bảo phản động thì cả nhà tôi phản động rồi. Tôi là có người phản động hoạt động mà tôi không biết, thì tôi phải làm đơn kiện rồi. Tại vì tôi giữ cái thứ nhất là tôi bảo vệ cái người phụ nữ đó, gia đình thân nhân tôi. Nhưng mà cái người đó không phải gia đình nhà tôi, cho nên tôi chỉ lên tích tôi hỏi cô này. Người ta bảo dặn đến nhà đàn bà cũng phải đánh. Thế bây giờ cái người Việt Tân đến bảo cô, mà cô lại lau nước mắt, cô lại ân cần, cô lại vỗ về như thế à? Thế bây giờ cô vỗ về dặn à? À, thế tôi bị hỏi làm sao? Mà bây giờ nếu mà đúng cô nói đúng thì làm sao mà cơ quan nhà nước lại cái hôm 21 tháng 10 đấy, cô nói xong live stream cái là người ta mời cô lên uống trà. Mà tôi nói thật với các bạn nhá, tôi nói thật luôn, tâm linh là được không đùa được đâu. Tuy rằng ấy, người ta bây giờ cái lời nói phát biểu của cô nhận sai thì người ta chỉ phạt cô thôi, nhưng mà cái nếu mà nói về tâm linh thì cái nghiệp cô lại phải bị gánh. Tôi nói thật, tất cả những người nào mà gây nghiệp ác giả ác báo, tại vì cô đụng đến một người mà không biết cô là ai, một người buông bỏ hết tất cả mà nói thẳng, người ta cũng không cần tiền bạc, người ta đi tu, người ta không nhận tiền ấy, người ta chỉ nhận ăn một bữa thôi, mà cô bảo cô quất cái gì, có cái gì để mà cô quất? Đây là cô quất tôi đây này đấy, cô quất những người mà gọi là bây giờ đấy, bây cô quất những người mà chửi cô đi đấy đấy. Những kẻ đó lên con Đinh Lan ấy, nó suốt ngày nó chửi cô như thế, nó vu khống đặt điều cho cô, công nhận là nó vu khống thật, không có nó nói là có, mà cô không quất nó đi, quất thẳng mà cho tôi đấy. Rồi cô quất cái con Kim Dung đi à, cô quất những cái đứa nào mà lên chửi cô đấy, tại sao cô không quất? Cô quất cái ông thầy của cô đấy, là suốt ngày cúng dường là thả chim trùng 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 cho cô đấy. Cô quất những người đó thì có khi cô không bao giờ bị tôi nói đâu đấy. Nhưng mà tại sao cô, tôi mất bao nhiêu nước mắt vì cô, tôi bỏ cả gia đình nhà chồng và nhà vợ à, nhà chồng và nhà tôi để đi coi như là ủng hộ cô. Chính em dâu tôi nhá, làm ở trong văn phòng của bác Trọng, tôi nói thật luôn, con em dâu tôi ấy, nó là bên đối ngoại, em dâu ruột luôn ấy, lấy thằng em ruột nó cũng đã nói rồi, chị điên à, chị dở hơi, chị bênh một cái bà mà suốt ngày lên mạng chửi nói lung tung. Tôi từ bỏ nó, tôi cũng buồn đấy. Các bạn cứ điều tra đi, có phải là em dâu tôi không, Nguyễn Phương Dung ấy. Còn thằng em giai tôi nó kinh doanh, một thằng làm ngân hàng, một con bé làm ở coi như là làm giáo viên dạy giỏi luôn, con em dâu thứ nhất, nó cũng nói tôi, nó bảo chị ơi sao chị cứ lên chị bênh vớ bênh vẩn à, em không thích thế đâu à, cả họ nhà tôi không có ai bênh cô Hằng cả. Tôi quay đầu, tôi quay xe hết với mọi người, bây giờ người ta cũng ghét tôi. Mà tại sao tôi vì bỏ hết gia đình mà để cho bây giờ cô quất thầy tôi để tôi thất vọng này hả cô Hằng? Cô đền cho tôi cái tâm lệ thật sự đấy nhá. Các bạn đừng nghĩ là tiền là to, tôi nói là tư tưởng mới là cái quan trọng. Cô lên đây cô nói để cho người dân hai phe coi như là hoang mang thật sự luôn đấy. Các bạn biết cái tâm lý là cái quan trọng, mà thầy Thích Minh Tuệ thì làm khơi gợi cho người ta lòng cái khơi dậy cái sự lương thiện, cái sự đạo đức của con người. Mà cô lên cô chọc vào thầy, rồi cô lên cô nói quất, rồi ý là thầy là giả tạo đúng không, mọi người đừng nên tin thầy đúng không, chỉ cứ tin cô đúng không, thì có phải là cô làm hoang mang không? Tôi nói thật, tất cả những người mà gọi là yêu mến thầy ấy, bắt cô phải đền bù đấy. Kể cả tôi cũng thế, bắt cô đền bù về cái lương tâm đấy, cái tâm lý đấy. Tại làm chúng tôi bây giờ điên không ra điên, dại không giả đại. Bây giờ chúng tôi theo Phật, chúng tôi theo lời Đức Phật dạy, thì là theo đấy, cô nói là coi như là thầy Thích Minh Tuệ đúng không, đứng sau thầy Thích Minh Tuệ là phản động. Mà chúng tôi theo thầy Thích Minh Tuệ, chúng tôi theo phản động, thì có phải là hai cái? Một cái là chúng tôi chỉ muốn lương tâm làm một cái điều thiện đấy, bỏ hết tất cả đúng không mọi người, mà tự nhiên sao bây giờ cô chọc vào, cô nói đến thầy tôi cái là tự nhiên chúng tôi đang bắt đền cô đấy. Nếu mà cái này nhá, tôi nếu mà tất cả mọi người mà làm đơn nhá, thì chắc chắn cô Hằng phải giải thích. Bây giờ cô bảo không lên, cô không nói là thầy Thích Minh Tuệ thằng nọ kia, nhưng mà cô nói là đứng đằng sau bọn nó rất đông đấy, đứng đằng sau ông ý, và cô lôi một người phụ nữ ra cô bảo. Thưa quý vị, từ những việc ồn ào của bà Phương Hằng cũng đã hé lộ những gì mà trước đây nơi ông Dũng Lò Vôi
đã từng làm việc chung cùng ông Tăng Bình Phụng. Còn nhiều sự mờ ám nào đây? Mỗi chúng ta có thể đặt ra những câu hỏi dựa theo sự hiểu biết của mình, mang tính thượng tôn pháp luật. Video chúng tôi xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị đã xem hết video.